Kim Thị cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin thế giới. Ở bản tin đầu tiên, chống lại Tổng thống Donald Trump, Iran đã đặt mục tiêu tiếp tục tải xăng dầu cho Venezuela ở mức cầm chân. Iran có thể gửi 2-3 chuyến hàng hóa mỗi tháng cho việc bán xăng thường xuyên cho đồng minh Venezuela. Các nguồn tin cho biết, giúp giảm bớt tình trạng thừa cung trong nước nhưng có nguy cơ trả đũa từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã trừng phạt cả hai quốc gia. Iran kể từ tháng 4 đã gửi 5 tàu chở dầu tổng cộng khoảng 1.5 triệu thùng cho chính phủ cánh tả của Venezuela bị thiếu nhiên liệu. Các chuyến hàng này tuy vậy đã làm được rất ít để giảm bớt các hàng dài tại các trạm xăng ở Venezuela. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách ngăn chặn thương mại năng lượng của Iran và hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa trả thù và cảnh báo các cảng, các công ty vận tải và công ty bảo hiểm chống lại việc tạo điều kiện cho tàu chở dầu. Nhưng Tehran có kế hoạch của riêng họ. Hai trong số các nguồn tin cho biết là đơn vị quân đội vệ binh cách mạng hùng mạnh của Iran và câu trả lời từ lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang xác định chính sách của Iran đối với Venezuela bất chấp Hoa Kỳ. Trong một bản tin khác, Liên hiệp châu Âu bắt đầu mở lại biên giới giữa các thành viên và với khối Schengen kể từ hôm 15 tháng 6. Pháp cũng như là Đức, Bỉ, Hy Lạp chính thức mở cửa biên giới trở lại cho các nước thành viên trong Liên hiệp Âu Châu, cũng như là với các quốc gia Âu Châu ngoài khối, nhưng tham gia vào không gian tự do đi lại của Schengen như là Na Uy, Iceland, Thụy Sĩ. Biên giới với các nước ngoài Âu Châu vẫn chưa được mở lại. Quyết định mở cửa trở lại với biên giới vốn bị đóng trong gần 3 tháng qua do các biện pháp phong tỏa chống dịch coronavirus rất được mong đợi để tái lập ngành giao thông trên toàn Âu Châu và nhất là cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại trước các kỳ nghỉ hè. Có điều là tiến trình mở lại biên giới giữa các nước không đồng nhất, có thể nói là tình hình khá lộn xộn giữa các nước Âu Châu, mà Tây Ban Nha là một ví dụ điển hình. Vương quốc này đã làm thí điểm ở vùng quần đảo du lịch Balearic, nơi đang chờ đón 11.000 du khách Đức kể từ hôm nay. Vẫn trong dòng tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Macron nói nước Pháp giành thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến chống coronavirus. Hôm 14 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình với 3 thông điệp chính. Cuộc chiến chống virus corona đã thu được những thắng lợi đầu tiên, đã đến lúc hướng tới kế hoạch tái thiết đất nước và chính phủ sẽ không dung thứ cho các hành vi kỳ thị trên đất Pháp. Đây là lần thứ tư từ đầu mùa dịch coronavirus, ông Emmanuel Macron long trọng phát biểu trước quốc dân. Điểm nổi bật trong diễn văn của nguyên thủ Pháp đó là tình hình y tế. Ông cho rằng đã đến lúc đẩy mạnh các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa. Hầu như mọi phong tỏa trước đây đã được dỡ bỏ. Thêm vào đó là cuộc bầu cử địa phương vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây như đã thông báo. Chính phủ sẽ chuẩn bị một loạt các biện pháp cải tổ, trao thêm quyền cho các chính quyền địa phương. Quay sang nước Đức, thưa quý vị, dân của nước này đang dung hòa các cuộc biểu tình và khoảng cách an toàn chống coronavirus. Phong trào đấu tranh vì một xã hội công bằng hơn tại Đức dung hòa được hai mục tiêu, tham gia tuần hành và giữ khoảng cách an toàn chống lây nhiễm virus corona. Hôm 14 tháng 6, hàng ngàn người dân ở thủ đô Berlin và nhiều thành phố lớn tại Đức đã hưởng ứng kêu gọi của phong trào Untrennbar, tạm dịch là không thể chia cắt. Đoàn tuần hành không quên là cuộc đấu tranh đang diễn ra trong mùa coronavirus và tại Đức, số ca lây nhiễm mới vẫn tăng lên hơn hàng trăm người một ngày. Khoảng 20.000 người nối vòng tay nhau thành một chuỗi nhưng giữa hai người là một dải băng màu xanh dương hay màu cam. Họ tuần hành vì một xã hội tương ái hơn. Chuỗi người trải dài trên 9 cây số từ cổng thành Brandenburg cho đến khu phố bình dân Neukölln, đi xuyên qua tháp truyền hình trên quảng trường Alexander. Phong trào Untrennbar có nghĩa là không thể chia cắt, lấy nguồn cảm hứng từ Black Lives Matter và phong trào đấu tranh vì môi trường vào thứ sáu hàng tuần, Friday for Future, có nghĩa là thứ sáu vì tương lai. Tuy nhiên, người biểu tình cũng lo là những tác động về mặt xã hội khủng hoảng y tế đem lại. Đối với phong trào Untrennbar,
Cuộc biểu dương nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền vào thời điểm chính phủ Đức chuẩn bị quyết định về các biện pháp hỗ trợ cho những thành phần sẽ phải hứng chịu những hậu quả về kinh tế, xã hội nghiêm trọng nhất trong những tháng sắp tới mà nước Đức chưa từng trải qua kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong một dòng tin khác, EU đang lên kế hoạch đối thoại với Mỹ để đối phó với sự lấn lướt gia tăng của Trung Quốc. Liên minh Âu Châu đang có kế hoạch tổ chức một cuộc đối thoại song phương với Hoa Kỳ để đối phó với sự lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc, theo South China Morning Post. Đại diện cấp cao của Liên minh Âu Châu về chính sách đối ngoại và an ninh cho hay, sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào hôm thứ Hai 15 tháng 6, tôi đề nghị khởi động một cuộc đối thoại song phương đặc biệt tập trung vào Trung Quốc và những thách thức mà hành động và tham vọng của nước này đặt ra với chúng ta, Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu. Ông Joseph Borrell nói với các phóng viên. Đề xuất của ông Borrell được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh thiếu cam kết trong mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Âu Châu tại Trung Quốc. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cách tiếp cận thù địch với EU, thì ông Pompeo được coi là sẵn sàng hợp tác với Âu Châu hơn trong việc tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Bài báo viết trên tờ South China Morning Post đã viết như vậy. Liên quan đến hậu coronavirus, thưa quý vị, Zara đóng 1.200 cửa hàng bán quần áo. Zara là một trong những thương hiệu y phục may sẵn lớn nhất thế giới và cũng là niềm tự hào của tập đoàn Tây Ban Nha Inditex. Được thành lập cách đây gần nửa thế kỷ năm 1975, tập đoàn Inditex còn nắm giữ. Ngoài Zara, một số thương hiệu lớn khác như là Pull & Bear, Massimo Dutti, Oyster hay là Stradivarius. Doanh thu trong năm 2019 của Inditex đạt được 12.8 tỷ euro, cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn Thụy Sĩ S&M và tập đoàn GAB của Hoa Kỳ. Thế nhưng, dịch coronavirus đã đánh một đòn thật mạnh vào rất nhiều ngành kinh tế, trong đó ngành thời trang may sẵn là một trong những nạn nhân kinh tế đầu tiên. Trong thời gian phong tỏa, tất cả các cửa hàng buộc phải đóng cửa, doanh thu tập đoàn Inditex đã giảm 44%, tương đương với 410 triệu euro thất thu trong quý đầu tiên của năm 2020. Để so sánh, tập đoàn này đã thu được 734 triệu euro lợi nhuận vào cùng thời kỳ năm 2019. Vào thời điểm dịch bệnh coronavirus bùng phát mạnh nhất, 88% các địa điểm bán hàng Zara trên thế giới đều phải ngừng hoạt động. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin thế giới. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin châu Á với một vài nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc với Nam Hàn tại Kaesong. Trung Quốc phản ứng trước ba nhóm hàng không mẫu hạm Mỹ có mặt ở Biển Đông.